Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đó là Pika Huyền Thoại nha anh em. Ok, server này thì có việc hóa luôn nha. Đấy, con Pikachu nó chạy trên dạng lý trường hành kìa. Đó, ok, vừa vô thì chúng ta sẽ có một cái video nho nhỏ khá là đẹp đẽ. Ok, đó, vừa vô là có một cái trận đánh ha, giữa con Mewtwo cầm đầu đó, một bên là Mewtwo, một bên là Satoshi. Ok, trận đấu khá là xịn sò, anh em nào không muốn xem thì có thể bỏ qua cái trận đấu này ha, có chữ bỏ qua nè. Đấy, game khoảng 80-90% là tiếng Việt ha, nên là cũng dễ mà dễ chơi, nói chung là dễ hiểu. À, cú đấm sấm sét đó, ghê hồn không? Ghê hồn, quá trời ghê hồn luôn. Ok. Ồ, có chị Châu là hồi máu luôn kìa. Buberin mà đúng không ta? À học Buberin là cái con cầm mít. Đó, Satoshi. Chết mẹ mày nè con. À thì ra ảnh nằm mơ. Ok, bỏ qua phần này luôn. Ok, bây giờ chúng ta chạy mấy cái nhiệm vụ cái. Cái này nó cũng việt hóa nên là chúng ta cũng khá là dễ chơi ha. Anh em nào mà mới vào kênh của Heo thì không biết con này ha. Hoặc là có thể là được anh em bạn bè share cho lâu rồi, nhưng mà thật ra đó thì con này trên game, trên kênh của Heo tính ra cũng 3-4 tháng rồi đó anh em. Tháng nào thì Heo cũng có 1-2 cái video quay trở lại em đó. Vì đơn giản là hôm nay là có video này là tại vì sao? Tại vì hôm bữa khá nhiều bạn, vài ngày trước có khá nhiều bạn inbox Heo là nói anh Heo ơi, sao con Pika Huyền Thoại nó bị die rồi hay gì vậy, không vào được. Thì tới bữa nay Heo mới có thời gian mà vào, tò mò hổng rài, nhưng mà tới nay mới có thời gian tò mò xem là nó bị gì mà anh em không vào được. Ok, bỏ qua phần này đi, mấy cái phần giới thiệu nè. Nói chung thì game này nó cũng không có việt hóa hết 100% ha. Nó cũng nhiều thứ nó không có việt hóa, nhưng mà đa số là nhìn dễ nhìn anh em. Tiếc cái là hổm rài tướng danh bận đi làm riêng rồi nên là không có ai việt hóa. Chắc là cái này đợt này phải tuyển người việt hóa lại quá. Có anh em nào biết việt hóa không? Việt hóa game ngon thì inbox Heo nha. Nói chung thì tướng danh thì dạo này cũng có kênh riêng rồi, cũng bán game riêng này nọ. Muốn nhờ tướng danh việt hóa một cái game gì thì nó cũng khó. Nhưng mà ok. Thì tướng danh phát triển mình cũng mừng cho tướng danh đúng không anh em? Đó, nhờ tướng danh mà chúng ta cũng có khá nhiều, rất nhiều và rất rất nhiều con game việt hóa và thâu các kiểu con đà điểu ha. Ok. Và nhớ nha, anh em nào mà biết việt hóa thì biết việt hóa game này nọ thì inbox cho fanpage giúp Heo với nha. Tại nói chung thì cũng có 2-3 con game đang cần việt hóa các kiểu con đà điểu ha. Và có một số con game thì cũng đã việt hóa sẵn rồi và chỉ cần edit lại thôi. Đó, anh em nào biết thì inbox Heo với nha. Ok, nói chung thì inbox đi rồi mình tính tiếp. Đó, tại vì cũng 1-2 con rồi anh em. Tại vì mấy con đó nó hay mà anh em thích chơi, nhưng mà tại vì nó không có việc, có gì con game hay nhưng mà nó không có việt hóa được ha. Là anh em biết rồi đó, Heo đâu thể nào mà một người mà vừa làm cái này vừa làm cái kia, nói chung là chúng ta không thể toàn vẹn được ha. Đồ, ta lại là quay lại khúc này rồi à, đang chơi nó bị đít ra anh em.
Ok. Đó, Việt hóa, nói chung là bản này có Việt hóa âm thanh luôn nha. Nói chung thì trên thị trường thì heo thấy cũng được 3-4 bản Việt hóa. Đó, nó Việt hóa heo nhiều kiểu nhưng mà con này là heo thấy nó có âm thanh luôn. Nói chung tiếng danh thì được cái thì Việt hóa cũng tận tình lắm anh em. Đó, full âm thanh luôn. Nói chung thì nó không có full hết nhưng mà cũng được ha. Con này thì phải nói là nó chơi rất là hay. Nhưng mà tiếc có cái, tiếc đúng một cái thôi là cái bản này nó không có được nâng cấp lên anh em. Chứ nếu mà cái bản này mà nó được nâng cấp lên nữa là thôi rồi. Ví dụ như là lên mấy con mấy bản Pokemon mới đồ cập nhật như là Rayquaza hay là Arceus đồ các kiểu con đà điểu ha. Rawdon hay là nhiều con khác ví dụ như vậy. Đấy, nếu được như vậy thì ngon. Mà đáng tiếc thì ở đây chưa có. Rồi, ok, thì xong phần hướng dẫn đầu game rồi ha. Bây giờ chạy vòng vòng. Đây, qua nạp đầu nè, đó. Nạp đầu thì chúng ta được nhận nạp đầu luôn nha. Đấy, nhận. Một chú vịt Kota MR. Đây là quà hưởng toàn dân à. Này à, ngày nào cứ khoảng 10 giờ, 9 giờ, 11 giờ gì đó là có server mới nha anh em. Là anh em nào muốn chơi server mới thì cứ canh giờ đó mà vào ha. Con này cũng ra khá là lâu rồi. Nói chung thì nếu tính ngày thì nó ra được là 141 ngày rồi đó. Tại nay nó là server 141 rồi. Thì anh em tính đi 141 ngày thì nó ra cũng 4 tháng mấy rồi đấy. Cho tầm 4 tháng thôi. Rồi ok thì đây qua 7 ngày chúng ta sẽ nhận được con bơm nè, con bè gì quên rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có online ngày thứ hai chúng ta sẽ nhận được GM2. Ngày thứ ba chúng ta sẽ nhận được một con tướng UR nha anh em. Đấy, Raikou, Raikon gì nè. Đó, Raikou gì đó. Ok. Rồi ngày thứ tư thì chúng ta sẽ nhận được đá cái kiểu. Rồi ngày thứ năm, thứ sáu thì chúng ta sẽ nhận được một cái mặt nạ để dành tiến hóa cho em nó lên ha. Trang sức sấm sét đó. Và ngày thứ bảy chúng ta sẽ nhận được một thẻ GM3 ha. Đấy, có nhiều anh em không xem tới khúc này rồi cứ hỏi heo là ủa anh heo ơi, làm sao để có được GM như anh? Ok, thì anh em đăng nhập 7 ngày thì sẽ có được GM thôi. Còn GM1 thì vào game là nó sẽ cho luôn cái thẻ rồi nha anh em. Đấy, ok, đó, cắn nè. Đó, còn cái này là cái thẻ, thẻ này thẻ nạp. Thẻ này là thẻ tháng hay thẻ tuần gì đó. Nằm ở trong này nè, đây thẻ tháng. Đó, thẻ tháng. Nè, thẻ tháng. Đó, tặng chúng ta một cái thẻ tháng luôn. Rồi, shop GM thì nó nằm bên này nha anh em. Đó, đây là GM1, mỗi ngày nhận được 20.000. Ở lộn này GM0, ngày nhận được 20.000. Đó. GM0 nha. Đó, GM0 thì cái này khỏi phải nói rồi, nó cho giống như là cái nào cũng vậy, có bonus vậy đó, quà tặng thêm. Rồi, đây là quà của GM1 này nha. Đó, GM1. Đây. GM1 thì cũng không có gì để bàn anh em, tại vì quà ngày đầu tiên mà. Nhưng mà được có cái thường thì người ta là chơi game thì tới ngày thứ ba. Ngày thứ ba nó mới có GM2. Nhưng mà cái này được cái là qua ngày thứ hai ha. Qua ngày thứ hai là nó đã cho GM2 rồi. GM2 thì chúng ta sẽ được kim cương nè, 100.000. Rồi nói chung là các đồ để nâng cấp và tướng SR các kiểu. Đó, 7 ngày thì chúng ta sẽ nhận được mỗi ngày là 1 triệu kim cương. Đó. Tổng là chúng ta mỗi ngày nhận được 1 triệu mốt á. Rồi ok, rồi nguyên liệu các kiểu. Còn GM4 thì chúng ta phải nạp nha. GM4 thì anh em muốn lên thì anh em nạp 200. 200 tệ. 200 tệ thì chúng ta sẽ lên được GM4.
Rồi muốn lên GM5 thì anh em nạp 500 nha. Và GM6 là 1000. Cái giá tệ bên heo, heo có nhận nạp cái này luôn nha anh em. Rồi nhận nạp cái này thì giá 100 tệ là vào khoảng 340. Anh em muốn lên GM4 là 680 á. Còn cái GM5 này là 1.7 triệu nha. Đó, GM6 là 3.4 triệu. Đấy, anh em nào mà muốn ngày đầu tiên mà lên top thì nên nạp ha. Có nhiều anh em bảo là quà GM không có gì ngon, nạp làm gì. Đây, cái quà, quà nạp đây nè anh em. Đây, đây là cái quà nạp nè. Cái quà nạp nè, đó. Đây nè, anh em nạp sẽ nhận được ha, lượm được các móc của nó. Và ngon nhất là mấy cái rương mà MMR nè. Mở ra thì chúng ta sẽ có con tướng là MMR nha anh em. Không biết ngày đầu tiên có ông nào nạp tiền chưa đâu rồi, bạn ship hàng. Đây. Còn thể lực game này là cho phi luôn nha anh em. Chưa, ngày đầu tiên thì chúng ta chưa có con MMR nào cái mẹ hết à. Chưa, server mới mà, cái này là server mới nè. Mà đặc biệt có cái là heo không bao giờ mở ra được Mewtwo anh em. Ai mở ra được thì chứ heo tạo bao nhiêu cái tài khoản méo quá lên được Mewtwo. Má nó chua như vậy đó. Đây, thể lực thì chúng ta có thể mua một kim cương ha. Đấy, một kim cương, mua mát luôn. Một ngày muốn mua bao nhiêu thì mua nha. Mua full luôn, anh em có thể là farm full luôn. Rồi ở đây thì chúng ta có quay Pokemon. Rồi, nó tặng cho chúng ta là 10.000 lần quay free nha anh em. Và mỗi ngày chúng ta quay được khoảng 300 lần quay. Chung thì nó cũng có được một số vốn nho nhỏ để chúng ta chơi phi. Đây quay nè ha, quay tướng cam luôn, đó, quay nhân 10 luôn. Quay siêu đặc biệt, đó, không có tốn kim cương nha anh em. Đó, nè, không có tốn nè. Rồi đây kim cương là 86526 đúng không? Đây quay 10 lần. Đó, ok, rồi ra nè, 86526 còn y. Đó. Nó phi chúng ta tới 10 là 10.000 lần lận. Anh em chơi quay chưa hết 10.000 lần là chắc anh em nghỉ mẹ nó rồi. Ok, rồi quay tiếp luôn để coi có con UR nào anh em. Nếu mà biết cách chơi thì GM3 cũng chơi được rồi anh em, cũng nếu mà chịu khó mài mò thì nó chắc cũng vô được top 10 hoặc top 20 ha. Đâu đó. Còn nếu server nào mà ít nạp thì chắc đội hình mình cũng vô được là top top 5, top 6 đó. Nếu hơn nữa thì có thể lên được top 2 ha. Mà chắc không có đâu. Thường top 1, 2, 3 thường nó nạp nạp dữ lắm, nạp kinh lắm anh em. Hôm nay tỷ lệ may mắn của heo không không ra được con UR nào à. Đậu phòng. Buồn thế. Không ra được một con UR nào luôn. Đó, trời ơi ạ. Má mới nói thì cuối cùng nó cũng ra được cho chúng ta một con UR ha. Con Salame. Đấy, Salame. Đó, ra một con Mewtwo cái coi nè. Trời ơi, tạo bao nhiêu cái ạ. Không bao giờ mà ra được Mewtwo anh em. Chán. Mewtwo thì anh em có thể tạo gui ha, vào các gui công hội các kiểu con đà điểu để có Mewtwo nha anh em. Ở trong đó làm nhiệm vụ hình như mỗi ngày nó cho được 10-20 cái hộp vậy á. Nãy giờ quay mà chưa hết 30 lần nữa ta. 300 lần quay mỗi ngày thì đó hết rồi nè. Đấy, nè quay 300 lần nè. Được một con duy nhất. Bỏ vô đội hình. Đây nè, con Salame. Ồ, Salame me 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 me. Tiếng quá thì đi map 2.5 sẽ mở. Rồi bây giờ heo sẽ qua bên cái hạt kinh niên của heo. À, đầu tiên heo chơi mở được GM3 rồi cho anh em xem ha. Để nhiều ông bảo là tôi điêu. Ok.
Đây, hồi nãy chúng ta làm video ở server 141 ha. Và đây Heo có khá nhiều tài khoản, nhưng mà sao khoảng chơi nhiều nhất đó là server 1. Server đầu tiên open game là Heo đã vào rồi. Đây, lâu lắm mà không vào nè. À, nhận đền bù cái kiểu con đại điểu. Đấy, rất nhiều. Rồi cái này bỏ qua ha. Đăng nhập ngày có khá nhiều thứ nè đó. Chung là đăng nhập ngày 36 ngày các kiểu con đại điểu. Rồi đây GM3 vô nè. Nè qua chưa nạp đầu luôn nè nha. Đó, nạp đầu còn y nè, cao cấp đặc biệt heo còn nè nha. Rồi GM3 vô cho anh em xem cái GM3. Đây là GM0 nè. Đấy GM0. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái GM1 nè. Đó, GM1. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tới chưa hết, để mua hết không cái. Lâu lâu mới vô mà mua hết chứ để làm gì. Rồi xong rồi chúng ta sẽ tới GM2. GM2 thì mỗi ngày chúng ta nhận được 100.000 ha. Và ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nhận được cái GM2 này rồi. Đấy, video nói 2-3 lần luôn mà thế nào anh em, có nhiều anh em chơi là cũng phải vào hỏi là ừ anh Heo ơi làm sao để có được cái GM3 giống anh vậy, GM3 lấy ở đâu vậy anh, thế nào cũng sẽ có người hỏi. Rồi đây GM3 nè, thơm lắm, mỗi ngày chúng ta sẽ được 1.000.000 kim cương đó. 1.000.000 đếm đi, 2, 4, 6. Vậy hồi nãy chúng ta nhận GM2 và GM3 rồi thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được là 1.000.000 cho anh em, 1.100.000 kim cương. Ok. Rồi cái này mấy cái rương tướng SR cái kiểu. Ok, đi vô quay Pokemon coi. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có 300 lần nè. Đó, quay đi. Gì vậy? Tao đã đi nhận cái con bom này. Game này hay mà nó bị đít liên tục anh em. Méo hiểu tại sao, chắc là đông người chơi quá hay gì á. Nó đang quay Pokemon ngon lành mà nó cứ đít ra miết. Game này chắc giỏi lắm là chúng ta chơi được tới khoảng qua Tết, tháng 2, tháng 3 gì đó, chắc bên Milu sẽ reset lại quá. Hoặc là nó sẽ làm mới là anh em, ví dụ như là cho nhân dân tệ chẳng hạn. Đó, cho tệ tại vì thường là hồi đó giờ nếu mà theo tính theo mấy cái game mà game lậu mình thường chơi á, là nó theo các bước là chơi thường không có GME. Đó, xong rồi là nó cho GME. Xong rồi đó là tới lần thứ 3 là nó sẽ cho tệ. Đó, hoặc là tệ và GME luôn. Đó. Anh em ăn tệ cái nào nó lên GME, ví dụ vậy đó. Thì Heo nghĩ là đúng. Ngọn gió tuyết, wow. Wow wow. Ok ok. Xui gì à? Xui cun. Saiken. Ok Saiken. Một con Saiken. Thì chúng ta cũng không nên đợi chờ một cái vấn đề đó nhiều quá, nhưng mà hy vọng là đợt sau thì nó sẽ ra bản cập nhật mới ha. Ví dụ như là ra thêm con Rayquaza ở trong này chẳng hạn. Đấy. Mà không biết lần tới thì chúng ta có được chơi những bản Việt hóa như vậy không? Tại vì tướng danh đã ra làm riêng rồi ha. Đấy. Nên là anh em nào chơi thì tranh thủ nha. Ok ok. Anh em có thể quay tướng rồi tích điểm dẫn đường nha anh em. Đây tích điểm chúng ta đổi những con UR đây nè. Đây tích đủ thì chúng ta sẽ được nhận cái kiểu đó. Muốn nhận ai thì nhận. Rồi thôi ok, video cũng khá dài ha.
anh em nào có chơi thì tải về. Link ở dưới phần miêu tả nha. Anh em nào không biết tải thì có thể xem video hướng dẫn, không thì có thể đăng ký thành viên web để mà tải link nhanh cái kiểu con đà điểu ha. Đấy, rõ. Tưởng thì tưởng tụi nhà thì chỉ có nuôi mấy con này thôi, chỉ tiền đâu mà nuôi mấy con cao to vạm vỡ anh em. Rồi, thôi ok ha. Đây, con Get Koga của heo nè. Đó. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Còn đây là bảng xếp hạng server. Má nó lên tới 2, 4, 6, 8, 117 triệu. Trời ơi, má lực chiến kinh vậy. Đi ba con MMR anh em. Wow, hô ô nè. Oh. Ôi ôi, má top 1 đó anh em. Hô ô, MR, MR Charizard. Oh. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. À, đây là con cưng của nhà phát hành game nè anh em, thiệt. Anh em cứ lên các diễn đàn mà xem, đó là con cưng của nhà phát hành game đấy. Chả biết sao nhưng mà người ta đặt cho nó là con cưng của nhà phát hành game. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn.